Xin cảm ơn tiếng hát của cậu Minh Vương rất là nhiều với ca khúc Những Đêm Lạnh Giá. Vâng, và giờ đây theo như lời yêu cầu lúc nãy thì cũng xin được trân trọng kính mời tiếng hát của chị Ánh Tuyết cùng trở lại sân khấu để cùng chung vui ca khúc của mình ạ.